ô tô khách đâm xe tải, 3 người chết. Tại Quảng Nam, ô tô dừng nằm đâm vào đuôi xe tải trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, làm 3 người chết, 13 người bị thương, sáng 21 tháng 2. Gần 2 giờ sáng, ông Nguyễn Anh Tiên, 48 tuổi, chú thành phố Huế lái ô tô khách Phương Trang chở khoảng 30 người từ Lâm Đồng đi Thừa Thiên Huế. Đến xã Tam Anh Nam, ô tô khách đâm vào đuôi xe tải chở gạch đang đỗ bên đường để bốc dỡ hàng xe giường nằm phương trang bị phạt gần một phần ba bên phải sau tai nạn sáng ngày 21 tháng 2 ở huyện núi thành, quảng nam cú đâm mạnh khiến ô tô khách gần như bị phạt một phần ba bên phải, các hàng ghế, hành lý bị lật tung, hành khách mắc kẹt la hét cầu cứu, được người dân xung quanh phá cửa xe đưa ra ngoài, nhiều cảnh sát, nhân viên y tế sau đó đến ứng cứu theo ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam một người trên xe khách chết tại chỗ, hai người chết trên đường cấp cứu 13 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trong đó 3 người nguy kịch. Bị gãy chân phải và chấn thương ở lưng, ông Nguyễn Văn Quang, 73 tuổi, chú tỉnh Lâm Đồng cho biết, mọi người đang ngủ bỗng giật mình bởi tiếng động mạnh. Ông bị hất tung khỏi giường, dồn về trước khoảng 1 mét, chân mắc kẹt ở ghế, lưng bị va đập. Xung quanh mọi người hoảng loạn la hét, nhiều người bị xô ngã chồng lên nhau. Hơn 10 phút sau, chúng tôi được đưa đến bệnh viện, ông Quang kể. Đến 5 giờ sáng, cảnh sát khám nghiệm xong hiện trường. Xe khách được đưa về trụ sở công an huyện Núi Thành phục vụ điều tra. Thời điểm tai nạn trời không mưa, quốc lộ 1 có đèn chiếu sáng, có giải phân cách, mỗi bên có hai làn ô tô và một làn xe thô sơ. Vụ tai nạn sáng nay cách vị trí ô tô khách đâm vào dơ móc hôm 14 tháng 2, khiến 10 người chết, khoảng 3 km. Do tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra ở Quảng Nam, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch tỉnh trưởng ban an toàn giao thông tỉnh xem xét tổ chức cuộc họp đột xuất giữa các cơ quan gồm bộ công an bộ giao thông vận tải để đánh giá nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục